Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là mình có thể mở sublime ở trong command line ở trên Windows, và các bạn có thể hoàn toàn sử dụng tương tự với gitbash ở trên Windows. Thì cái việc mà mở ứng dụng sublime thì giúp cho các bạn mở nhẹ hơn, thì các bạn có thể chọn lên bất kỳ thư mục nào đó và mở nó lên bằng command line ở trên Windows. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vào hướng dẫn các bạn là cài đặt. Rồi thì đầu tiên thì các bạn chọn một cái máy tính của các bạn, và các bạn chọn prototype. Ở trong prototype thì các bạn ở phía phần bên control panel home ở phía bên tay trái thì các bạn chọn vào advanced quyền setting. Rồi ở phía cuối cùng thì có phần là environment variable thì các bạn chọn là, rồi thì ở trong này thì ở dưới phần system variable thì các bạn chọn new. Ở trong phần variable lên thì các bạn có thể đặt bất kỳ tên là gì cũng được, thì sẽ là sublime. Và ở cái phần variable value này thì mình sẽ chọn đến cái thư mục mà các bạn cài đặt sublime. Mình cài cho xe, mình cài bản 64 bit, đây thì các bạn chọn vào thư mục sublime này, các bạn nhấn ok. Đây là cái đường dẫn sublime của các bạn, các bạn nhấn ok. Các bạn kiểm tra xem ở đây nó có chưa, thì ở đây nó tạo mới một cái variable đã có đường dẫn là như này. Thì ở trong phần các bạn lên phần new variable từ máy của các bạn, các bạn chọn path, rồi các bạn chọn edit. Rồi ở trong này thì các bạn chọn new, bởi vì cái đường dẫn kia của mình đã quy định cái tên, mình đã quy định cái tên của sublime rồi. Với đường dẫn như này thì ở trong này mình chỉ cần cho hai dấu phần trăm này, và mình viết cái tên mình vừa đặt vào thì mặc định nó sẽ chọn những cái đường dẫn này. Và ta nhận ra là ok, ok rồi, các bạn sẽ tắt đi. Rồi bây giờ mình sẽ test thử với command line của Windows trước. Rồi trong này thì các bạn có thể chọn đến một thư mục bất kỳ. Mình sẽ chọn đến desktop này. Ở trong desktop thì mình có thêm một là backtick. Rồi trong backtick này bây giờ mình sẽ mở nó lên sang text. Thì các bạn sử dụng câu lệnh là, rồi các bạn viết là sub n, rồi cách một cái với dấu chấm, các bạn nhấn đấy thì cái sở hữu tích của các bạn đã mở lên được bằng command line của Windows. Rồi mình có thể hoàn toàn tương tự mình sử dụng với gitbash. Thì cái gitbash này nó sử dụng như là ở trong Linux, nó sử dụng hoàn toàn các công nghệ như ở trong Linux và hệ điều hành Mac OS của Apple. Ví dụ ở trong desktop này mình có thể chọn một thư mục active, rồi ở trong active này mình có thể mở lên là sublime. Đấy thì các bạn có thể thấy là mình đã mở lên được bằng sublime. Video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc.